Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ dùng cây đua Gatling rồi đi săn zombie cận chiến bằng cây xẻng vít nha. Hôm nay thì mình sẽ cố kiếm nhiều cận chiến một tí, tại vì đây là một cây xẻng nó rất là tuyệt vời. Rồi, vừa tăng tốc chạy này, vừa có cận chiến rất là bá đạo. Rồi, mắc nhây luôn, ảo lòi, tốc độ bàn thờ. Rồi, đấy là những cái từ mà có thể nói lên từ cây xẻng này. Ấy, enter kìa. Úi xùi. Ấy, mình té ngay thôi. Làm gì mà xoắn. Đấy, đây, 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 đây. Bà này, bà nhây. Xùi, đua Gatling đấy, đừng đùa. Tận hơn 300 viên. Ôi, thế cả dòng họ tơ vào cũng không cào được mình đâu. Thề luôn đấy. Rồi, lật kèo này. Lật kèo này, anh ơi. Anh quá hăng rồi. Bạn cũng cứ hổ báo bao nhiêu, bây giờ chết là không ai thương tiếc bấy nhiêu. Nó thế thôi. Rồi, cuộc đời là nó dã man như thế. Rồi. Đâu rồi. Ê, bà này, bà ngu người. Ơ, chết kìa. Cây này đi hơi bị chậm. Ui, tình điên. Đáng lòng tình điên. Vừa cào được cái thằng cương thi, tự dưng lại nó rớt xuống một cách bất thình lình. Rồi, đập mặt xuống đất và tự sát. Không biết là không hiểu nguyên nhân là nó như thế nào. Rồi bây giờ thì hơi bị ít zombie. Cái điện mới thật ít zombie này nhỉ. Nãy chơi phòng nào phòng đấy toàn nhiều zombie. Đến cái phòng này thì đúng là nát nát. Chả nhẽ mình cận chiến thằng tơ nó là nát hết luôn à. Rồi thất thủ đi. Mình chỉ muốn cái thùng hàng nó thất thủ thôi. Thùng hàng là cái chỗ mà gì đấy nó rất là ấy. Ấy à. Thiệt là nguy hiểm quá đi mà. Từ từ. Em té. Em biết em sai rồi. Mất ngay cái giáp là biết sai rồi. Rồi vào đây đi. Rồi 36 kế chạy tận đường sách anh em ạ. Chứ nhây nhây với chúng nó. Nó vả sấp mặt. Rồi còn vài giây cuối. Mong là có hero. Rồi không có hero cũng không sao. Rồi em cứ săn thủ như thế này là được rồi. À, mày đây rồi. Kiếm cận chiến nào. Ê, hàng ơ cái điện mới. 5 4 3 2 trời. Má. Gì vãi. Không thể tin được. À, cây xẻng VIP không thể đập chết được thằng trâu bò đấy. Thằng đấy đúng mắc trâu anh em ạ. Thằng đấy phải liệt vào cái dòng họ nhà trâu bò rồi. Nó phải cái da phả của nó phải nằm trên cái trâu bò đấy anh em ạ. Tớm thật. Đập hoặc mái không chết ạ. Còn đúng mấy giây biết thế mình lôi đua Gatling ra bắn cho nó nhanh. Thì mèo là cái đấy chỉ có đua Gatling mới trị được thôi anh em ạ. Đua Gatling thì nó hút đam cực kỳ là vi diệu. Đấy. Khẩu này mà thực sự mà đi tẩm du thì tuyệt vời. Còn đi săn thì nó hơi khắm một tí tại vì nó rất là nặng. Cái dòng Gatling thì anh em cũng biết rồi. Nó siêu nặng luôn mà. Rồi, đi săn là một cái điều gì đó rất là khắm lọ đối với cây này. Nhưng mình mang nhân vật Venus thì... À, làm gì hả cưng? Đi này. Rồi, gặp xẻng VIP thì cứ gọi là... Cứ lên thiên đường liên tục. Lên liên tùng tục. Rồi, nó thế thôi nha mọi người. Rồi, nói hơi bị nhiều nhưng thực sự là nó như thế. Chơi gà hay là không gà thì cứ gặp xẻng VIP là nên né cho nó chắc chuyện. Đấy, xẻng VIP nó đập rất là nhanh. Mà các bạn thực sự cầm giống bay các bạn không thể cào kịp đâu. Cây này nó gặp cái thằng nào nó đập liên tục ấy. Đập liên hoàn cước là anh em cứ né đi. Không nhây với bọn này làm cái gì. Rồi cuộc đời không cho phép những thằng nhây sống trong cái map này. Rồi cái điện mới. Sao bắn của tôi. Rồi mình nó thế anh em ạ. Tôi thích cứ bắn cho người ta thôi. Đấy người ta à, từ xem nào. Ủa hàng. Hàng đâu mà lắm thế này. Cái điện mới nhiều thế nhỉ. Rồi thơm thơm. Hai thằng luôn. Từ từ bắn thằng này cái đã. Thằng ngu người. Một pha ngáo ngơ đến từ Uncharted. Rất là tham. Người ta có câu là tham thì thâm ấy. Lậm thì mát. Phải cả xoài. Tự dưng tham thế. Đấy. Đấy. Không nên tham. Rồi, mình sẽ rút kinh nghiệm. Lần sau méo tham. Trừ vị. Ê, cái điệp ơi. Mày làm cái gì ấy.
kiếm kỵ sĩ này. Mày đùa với bố rồi con ạ. Chơi mày à. Thẩm Du. Bạn Thẩm Du như thần. Này thì như thần này. Bạn này nguy hiểm quá cơ. Rồi. Cuộc sống không cho những thằng nguy hiểm đứng giữa map nhá. Tuyệt đối là không nên đứng giữa map là cái gì. Thiên nhiên chày cối đứng giữa map. Nhưng hết giờ rồi. Ờ thực sự là hơi bị khó lấy top đây. Tại vì bọn Thẩm Du nó nhiều. Nó bút kill kinh quá. Mình không bút lại. Mình đi săn nó khác anh em ạ. Săn thì phải nhìn trước nhìn sau. Tại vì đây là cái phòng 16 người. Với lại cây đua Gatling thì nó rất là nặng. Nên cái việc đi săn của mình nó rất là khắm. Đây có sao giống bái. Đây mình có nhân vật Venus nên thực sự là nó đỡ khắm một phần rồi. Một tí thôi, nó rút gọn lại cái khắm lọ thì nó rút gọn lại tầm 5%, 5-3%. Đọc hơi bị ngược nhưng nó là đúng thế. Rồi bà bắt cua. Này thì bắt cua. Ôi anh em công nhận nhân vật game VIP mới. À không phải VIP mà nhân vật nữ ca sĩ mới có đẹp không ạ? À, bữa nào anh em mà muốn mình review về con bé đấy thì hãy comment nha. Rồi nói con bé thì hơi bị sai. Thì, nhân vật thì mình có thể quyền gọi con bé. Nhưng nếu mà ca sĩ ngoài đời thì mình không có quyền gọi như thế. Rồi nhân vật thì mình có quyền mà. Của bố có quyền gọi nó như thế nào thì nó gọi nha. Bố mua vĩnh viễn rồi thì gọi sao cũng được. Rồi mấy thằng nhây hay đứng chỗ tên đấy dễ cào lắm. Còn cái bọn này thì phải gọi là chơi liều mạng rồi. Cầm đua Gatling mà lên đứng chỗ này thì bố con thằng nào cũng không lên được. Mà nó đông như thế này nữa. Đứng một mình thì có thể là dễ lên. Nhưng nó đứng hơi bị nhiều. Rồi pha này thì chắc chắn là không cào thằng nào rồi. Bọn nó cầm đua Gatling mà đứng trên đấy nữa thực sự là rất là khó. À đúng rồi. Rất là khó. Rồi có đông cỡ nào thì phải có thằng tơ cơ. Đấy, trên đó thì còn 3-4 thằng rồi phải. 3-4 thằng ấy, 4 thằng. Ê, mày mất bài giáp ở cưng ạ. Rồi lên nào, 2-3 lên. Rồi, cố lên. Tơ đây rồi, giết nó. Hình như có 3 thằng hay sao ấy. Cái bị mệt rồi. Trời, nó khắm lọ phê anh em ạ. Một thằng Thẩm Du bên góc bàn thờ. Khô héo lời. Ê, không được rồi, toàn bút kêu cho nó ấy này. Rồi cố lên. Lên kiếm XQ từ Hero. Gì đây? Úi xồi ôi, rớt xuống này. Bà rớt xuống là bà chết chắc rồi. Này thì. Rồi tiễn biệt nữ Hero Ranger. Rồi vĩnh biệt. Chúng ta lại đến với trận tiếp theo. Thực sự cái phòng này nó quá là đông người anh em ạ. À, khi mà chơi cái phòng này về Việt Nam ấy thì nó sẽ biết được như thế nào. Tại vì khi mà mình load cái map 10 người thì nó nhanh hơn. Mà load cái map 16 người thì thực sự là nó lâu hơn rất là nhiều. Nên mình hay bị vào sau, tức là bị vào chậm một trận. Và vào trận đầu thì toàn làm giữa bay. Tại vì vào sau mà rất là khắm. Đấy thì map này nó tăng cái số lượng người lên thôi. Đấy thiên phú thì các bạn headshot sẽ được cộng đạn. Rất là tuyệt vời. Anh em nếu mà để ý thì mình bắn hết shot nó cộng đạn đấy. Rồi té đi em ơi. Cuộc đời không cho phép những thằng nguy hiểm. Rồi nói có sai đâu. Rồi mình nói không cho phép những thằng nguy hiểm. Mình cứ thích nguy hiểm thôi. Thôi em không nguy hiểm đâu. Cuộc sống của em thì nó bình thường và giản dị như những người khác. Khi mà người khác cứ thích cào em thì em mới cận chiến thôi. Rồi còn không thì thôi, em không liều mạng. Ấy, bên này. Trận này hơi bị nhiều zombie đấy. Trận cuối mà. Là một cái phát gì đấy mà cho nó ra hồn. Highlight chẳng hạn. Rồi. Highlight thì mình nghĩ là không thể đâu. Chứ còn bình thường thì ok đấy. Thực sự cầm cổ này đi săn mà ít zombie đuổi mình ấy nhỉ. Rồi đi săn thì hơi bị sai, mình đang đứng Thẩm Du. Rồi đấy. Hàng cứ ập vào mồm kìa. Rồi. Nhét vào mồm mình đi. Tổ này nhiều đạn lắm, tận hơn 330 viên, 330 viên chứ không phải hơn. Ý, tuyệt vời. Cứ xấy một băng vào, không biết là chết hay không nhưng còn rất là nhiều đạn thôi. Đâu rồi? Cái gì cơ? Bạn làm gì cơ? Điễn bạn lên Tây Thiên Đỉnh Kinh này.
Ê, làm gì mà căng. Hai bé. Rồi. Úi trời, cào cấu làm kim. Ô phải. Ô vẫn qua được đấy. Khéo lời. Rồi từ từ xem mà. Từ từ xem nào. Rồi tôi xong, tôi xong, tôi xong. Cái gì đấy. Rồi. Má mệnh vãi. Rồi chắc là mình sẽ kết thúc clip rồi. Chứ còn gì nữa à. Nhìn thằng hero này có làm được gì đâu. Đứng tẩm du thôi à.